chào cả nhà nha. Hôm nay xin phép quay một con máy khoan cho cả nhà xem nha. Con này là gọi là khoan cổ cả nhà, mũ nồi. Cái hiệu của nó nè. Con này thì nó chạy có 3 tốc độ nha. Bu đi được 3 tầng bàn vuông. Đầu kẹp 13 ly. Cái này là để chỉnh cử. Cái này nó bị mất một tay rồi, tới nữa em nha, lắp thêm một tay nha cả nhà. Con này chạy điện 1V 100V. Bằng vuông. Con này thì chỉnh cử thì chỉnh ở đây. Đây. Tốc độ của nó nè. Nó được 3 tốc độ. Bu ly thì không sức mẻ nha cả nhà. Không sức mẻ gì hết. Cái này cũng rất là đẹp. Ở đây thì nó bị thiếu mất một cái tay, để tới nữa em gắn cho cái tay nha cả nhà.